Panasonic IH1 lít ngoại hình đẹp, ngon, thơm, mềm, dẻo. Hello, xin chào cả nhà. Quá này tiếp tục lên sóng một con em Panasonic ha. IH1 lít ngoại hình còn đẹp, máy móc ngon, nấu cơm mềm, dẻo, thơm, ok như con dê. Ngoại hình mình đã quay rồi ha. Ủa, hình thì mình đã chụp rồi nhiều kiểu ha. Hình với video là mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn hình và video nha. Nếu sai sự thật mình sẽ cho trả lại nha. À, quý khách ơi, quý khách lưu ý dùm ha. Một số quý khách á, cái nồi này là nồi cơm điện 100 hoặc là 110, không xài điện 220. Quý khách nào muốn thử, thứ nhất là phải thêm tiền, thứ hai là phải hỏi nha. Chứ ghim 220 là mình không chịu trách nhiệm về sản phẩm này nha quý khách. Mấy ngày nay mình bị mấy đơn rồi đó, lâu lắm rồi quay bị hoài, ghim 220 hoài luôn. Rồi nói mình sao không nói, mình có ghi ha, ghi 110. Video mình cũng nói là xài điện 100 ha, không có xài điện 220 được. Mong quý khách thông cảm giùm em nha. Chứ giờ là lỗ tiền ship em rồi, hư em bán lỗ nữa. Bỏ dữ liệu khách, quý khách mua nhớ lưu ý giùm em chuyện đó. Rồi giờ tới đi tới chuyện chính nè ha. Cơm thơm mềm dẻo ngon, 550k. Đây hơi nước ầm ầm nha. Ok. Đây. Không, quý khách thấy nó lăn đăng đăng nước không? Ok ha, mình bán mình test đầy đủ hết nha. Hiếm trường hợp mà xài mà bị lỗi lắm. Lỗi là lỗi lúc mình bán luôn hả. Đó, ngoại hình ngon, máy móc thơm. Máy móc ok, giờ mình nhìn đang chỉnh ha, giờ mình mở nắp coi. Đó, cái gì gọi là lỗi nè ha, nó lỗi đó, là nó báo lỗi đó, là lỗi không nên mua. Ha, rồi. Rồi tới phần mình hướng dẫn quý khách ha. Quý khách ghim điện nó sẽ có cái hình mũi tên này, cái hình gạch ngang này. Quý khách bấm nút này là tự ảnh nấu, tự ảnh làm gì anh làm, kệ ảnh, chính cơ mình ăn. Nấu tầm 50 mấy tới 60 phút nha, quý khách lưu ý về chuyện này nha. Không thích, tối, không xài, tắt. Rồi, vậy thôi. Còn quý khách nào rành á, thì chỉnh cái này. Nấu gạo mềm, gạo dẻo, gạo thơm, gạo sushi, gạo không do, gạo gì đó, đủ thứ kiểu như con nào điểu ha. Đó, muốn bấm cái nào bấm, nè, đó, bấm. Không báo lỗi, tắt. Ha, là nó sẽ trở về mặc định. À, thằng này thì nó không trở về mặc định nha, quý khách lưu ý giùm nha. À, trở về mặc định là nấu gạo trắng ha. Giờ mình rút điện thử nha. Đó ha, mình giờ mình tắt điện nha. Giờ mình sẽ chỉnh luôn thời gian cho. Ủa mà tắt điện chỉnh được không? Không được. Đó, giờ mình chỉnh thời gian mình đè lúc này nè. Hiện giờ là 14 giờ 56 phút ha. 14 giờ. 14 giờ 56 phút. Có con thì có pin smart ha, có con thì không có pin nha. Quý khách cũng thông cảm giùm. 57 rồi, ok luôn. Đó, nó đồng cơm có đồng hồ luôn. Rồi quý khách nấu thì cứ bấm nút này thôi. Tắt cái bấm nút này. Rồi máy móc ok nha, ngon thơm mềm. Quý khách lưu ý cho mình nha, điện 100 nha. Rồi quý khách, cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá mong muốn là 550.000. Rồi em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.